Vì không chứng nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, nhất định đi đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết giống như chim cánh vàng bay lượn trên hư không, bay lượn tự do chẳng bị rơi xuống đất, mặc dù nương hư không chơi nhưng không chiếm lấy hư không, cũng không bị hư không làm trở ngại. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát cũng vậy, mặc dù luôn luôn tập trụ tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng trong đó không chứng. Do không chứng nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, và 18 pháp Phật bất cộng vân vân và vô lượng Phật pháp khác. Nếu chưa viên mãn thì không bao giờ nương vào không vô tướng vô nguyện để mà chứng lộng tận. Thiện hiện giống như tráng sĩ có tài bắn cung giỏi, muốn chứng minh tài năng của mình, bèn dương cung lên hư không, và mục đích muốn mũi tên bay trong hư không chẳng rơi xuống đất, nên lấy mũi tên sau bắn vào đuôi mũi tên trước, cứ lần lượt như vậy mãi, từng mũi tên nối tiếp nhau không rơi xuống được. Nếu muốn nó rơi, chỉ có cách là ngừng bắn mũi tên sau, lúc đó các mũi tên mới rơi xuống. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát cũng lại như vậy, tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, được phương tiện thiện xảo bảo hộ cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu căn lành chưa thành thục thì đối với trung đạo không bao giờ chứng thật tế, còn như đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nhờ tất cả căn lành được thành thục thì bấy giờ Bồ Tát mới chứng thật tế và đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đều phải quan sát thật kỹ như vậy. Như trước đã nói về thật tướng của các pháp, tu các hạnh đại Bồ Tát mà hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thật là hy hữu, có thể làm những việc khó làm, mặc dù luôn tu học thật tướng của các pháp, luôn tu học chân như pháp giới, pháp tánh cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, luôn tu học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, luôn tu học thánh đế khổ tập diệt đạo, luôn tu học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, luôn tu học ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện và tất cả pháp phần bồ đề khác, nhưng ở trong trung đạo chẳng có rơi vào địa vị thanh văn và độc giác, chẳng thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật bảo: Thiện hiện, các đại Bồ Tát thề chẳng đều bỏ các hữu tình, nghĩa là nguyện như vậy. Nếu các hữu tình nào chưa được giải thoát sanh lão bệnh tử, thì ta quyết không bao giờ bỏ ra hạnh căn lành. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát dùng nguyện lực thù thắng mà nghĩ như vậy. Nếu các hữu tình nào chưa giải thoát, trọn đời ta không đều bỏ họ. Do phát khởi tâm rộng lớn như vậy nên chắc chắn không bị thối lui rơi lại giữa đường. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát luôn nghĩ như vậy. Ta không nên lìa bỏ tất cả hữu tình, quyết đẳng cho họ được giải thoát. Nhưng các hữu tình hành theo pháp bất chánh, nên vì độ họ mà luôn sống trong sự tịch tĩnh của pháp, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Mặc dù luôn sống như vậy nhưng không thủ chứng. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, tuy luôn hiện khởi ba môn giải thoát cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, nhưng trong thời gian đó không chứng thật tế. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát thường ưa thích quan sát chỗ sâu xa ấy, nghĩa là thích quan sát pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, đại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, bản tính không, tự tướng không, nhất thiết pháp không, vô tính tự tính không. Cũng ưa thích quan sát bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vân vân, tự tướng đều là không. Thiện hiện nên biết, quán như vậy rồi đại Bồ Tát nghĩ, các loại hữu tình do năng lực của bạn ác mà có tưởng chấp về ngã, nói rộng cho đến tưởng chấp về người hữu